Trải qua 143 năm lịch sử, từ khi vua Gia Long, Nguyễn Ánh, lên ngôi hoàng đế vào năm 1802 đến khi vua Bảo Đại thoái vị vào năm 1945, triều đại nhà Nguyễn đã để lại nhiều dấu ấn đáng chú ý trong lịch sử Việt Nam, đặc biệt là trong thời kỳ xâm lược của người Pháp vào thế kỷ 19. Mặc dù phong trào Tây Sơn đã bắt đầu chấm dứt sự chia cắt và phân chia đảng trong, đang ngoài, tuy nhiên, nhà Nguyễn là triều đại đã hoàn thành quá trình đó. Từ vua Gia Long đến vua Minh Mạng, triều Nguyễn luôn cố gắng củng cố vương quyền đồng thời bảo vệ chủ quyền dân tộc đấu tranh chống lại các sự vi phạm và xâm lược từ bên ngoài và bên trong. Tuy nhiên, về sau, quân Pháp đã xâm lược và đánh bại triều đình, khiến cho kinh tế suy đổi. Ngoài ra, triều đại nhà Nguyễn còn để lại nhiều thành tựu đáng kể như quân thể cung điện nhà vua ở Huế và các lăng tẩm như nội thành Huế, Lăng Minh Mạng, Lăng Khải Định, Cột Cơ Hà Nội, cùng với các di sản văn hóa như nhã nhạc cung đình Huế. Các món ăn đặc trưng như nem công trả phượng, tất cả đều được ghi nhận trong lịch sử với văn phong hào hùng, đặc trưng cho thời kỳ Pháp thuộc của triều Nguyễn. Đó là thời kỳ bắt đầu thuộc pháp mà chúng tôi sẽ gửi đến cho quý vị ngay sau đây. Hãy cùng theo dõi hết video này nhé. 1. Dục Đức làm vua 3 ngày. Trước ngày đăng quang, Dục Đức bàn với ba đại thần phụ tránh là Nguyễn Văn Tường, Tôn Thất Thuyết và Trần Tiến Thành sẽ không đọc một đoạn nhận xét về mình trong di chiếu tại lễ lên ngôi, cả ba vị phụ chính đều đồng ý. Ngày hôm sau, khi Trần Tiến Thành đọc đến đoạn ấy, hạ giọng xuống hầu như không ai nghe rõ, thì Nguyễn Văn Tường, Tôn Thất Thuyết đổi giận bảo Nguyễn Trọng Hợp đọc lại rồi chia quân túc vệ canh gác trong ngoài thành thật nghiêm ngặt và bắt gọn 10 người thân tín của vua nối ngôi trong đó có Nguyễn Như Khuê. Hai hôm sau, tại buổi thiết triều có đông đủ hoàng thân và đình thần, Nguyễn Văn Tường đứng lên tuyên cáo phế chốt dục đức vì bốn tội, cắt bớt một đoạn trong di chiếu của vua cha, tự tiện đưa một giáo sĩ vào hoàng thành, mặc áo màu xanh trong khi để tang vua cha, thông dâm với nhiều cung nữ của vua cha, dục đức bị tống giam tại một phòng kín vừa được cấp tốc xây lên ngay trong biệt điện mình. Dục Đức bị đối xử như một tù nhân thường, nhờ người lính gác tương tình chủ cũ, hàng ngày đút cho một đám cơm và một chiếc áo cũ thâm nước, vắt ra uống, Dục Đức sống thoi thóp được gần một tháng thì chết, xác vùi trên một quả đồi, không quân tài và không ai được đi đưa tang. Hơn 20 năm sau, con trai thứ bảy tức thành thái lên làm vua, Dục Đức mới được khôi phục lại đế hiệu và tôn là cung tôn huệ hoàng đế. 2. Hiệp hòa, tháng 6 năm 1883 đến tháng 11 năm 1883, tên thật là Hồng Giật con thứ 29 và là con út của Thiệu Trị, sinh tháng 9 năm Thiệu Trị thứ 7 tức năm Bính Ngọ, 1846, năm Ất Sửu, 1865, tự đức 18 tuổi được phong văn lãng công, năm tự đức thứ 31 tức năm Kỷ Mão, 1879, được tấn phong lãng quốc công, tháng 6 năm Quý Mùi, 1883, phế song dục đức, theo ý của Tôn Thất Thuyết và Nguyễn Văn Tường, được ý chỉ của Từ Dụ Hoàng Thái Hậu, triều đình cử một phái đoàn ra kim long rước lãng quốc công vào đại nội để chuẩn bị làm lễ đăng quang lãng quốc công vào đại nội để chuẩn bị làm lễ đăng quang lãng quốc công khóc mà nói rằng tôi là con út của tiên đế tư chất tầm thường không dám nhận ngôi vua phái đoàn vừa phải năn nỉ vừa dùng vũ lực mới đưa được hồng giật vào cấm thành thế là hai hôm sau lãng quốc công trở thành vua hiệp hòa hiệp hòa lên đối ngôi nguyễn văn tường và tôn thất thiết cậy công tô lập nên thâu tóm mọi quyền hành không thèm đếm xỉa gì đến vua hiệp hòa ghét lắm muốn tước bất quyền lực của họ vua đã kiên quyết điều tôn thất thuyết từ bộ binh sang bộ lại. Làm vua được 4 tháng thì hiệp hòa nhận được bật sớ của hai người thân tín là Hồng Phi, tham chi bộ lại, con trai Tùng Thiện Vương, xin giết hai quyền thần Nguyễn Văn Tường và tôn thất thuyết. Hiệp hòa phê vào sớ, giao cho Trần Khanh, tức Trần Tiến Thành. Phụng Duyệt, bỏ sớ vào cháp giao thái giám Trần Đại đem đến nhà Trần Tiến Thành ở chợ Dinh Ông. Việc bại lộ, tôn thất thuyết cùng với Nguyễn Văn Tường bàn cách phế chuất hiệp hòa. Họ cho mời các đại thần đến họp, kể tội hiệp hòa và Trần Tiến Thành. Hồng Phi và Hồng Sâm có âm mưu dựa vào quân pháp giết hại đại thần phụ chính, với chứng cứ hẳn hoi, tờ mật sớ, sau ép các quan ký vào tờ sớ đòi phế chuất hiệp hòa xong, Nguyễn Văn Tưởng tôn thất thuyết vào cung xin ý chỉ của hoàng thái hậu đồng thời cho người dẫn 50 lính vào điện càn thành bắt hiệp hòa phải tự xử mình theo lệ tam ban triều điển dành cho các đế vương khanh tướng phạm tội tử hình đang đêm khuya nhà vua mới biết có sự biến hỏi đến trực hầu thì chỉ có một vài thái giám vua sai thái giám trần đạt đem chiếu nhường ngôi tới và xin được trở về phủ cũ Tôn Thất Thuyết và Nguyễn Văn Tường giả vờ nhận lời, cho người đem võng đưa vua và cung phi về phủ cũ ở xã Phú Xuân xong lại bí mật dặn riêng ông Ích Khiêm và Trương Văn để đón ở cửa, chặn đường đưa vua đến nhà hộ thành, ép uống thuốc độc tự vẫn. Riêng Trần Tiến Thành, cá ốm nằm ở nhà cũng bị lính đến giết ngay đêm ấy. Đó là một ngày mùa đông, ngày 29 tháng 11 năm 1883, Hiệp Hòa làm vua được 4 tháng, chết 36 tuổi, giao cho phủ tôn nhân chôn cất theo nghi thức quốc công. 3. Kiến Phúc, tháng 12 năm 1883 đến tháng 8 năm 1884. Quý là Hạo, tự là Ưng Hỗ, lại có tự là Ưng Đăng, con nuôi thứ ba của tự Đức, sinh ngày 2 tháng Giêng năm Canh Ngọ, 1870, năm lên 2, 1871, vì tự Đức không có con, Hạo được kén vào cung, xung làm hoàng thiếu tử, do học phi Nguyễn Thị chuyên nuôi dưỡng, từ nhỏ Hạo đã sớm hiểu biết, ôn hòa, lặng lẽ và sạch sẽ, cẩn thận lời nói và việc làm. Vì thế, tự Đức rất khen và tỏ ý yêu dấu khác thường mùa thu năm nhâm ngọ 1882 được tới nhà đọc sách gọi là dưỡng thiệu đường và được vua sai kèm cặp đạo làm vua trong di chiếu tự đức tỏ ý muốn nhường ngôi nhưng vì nhỏ tuổi mới 14 tuổi đành thôi tự đức mất hoàng thiếu tử ra ngoài thành ở nhà quan xá ngoài cửa vụ khiêm mở sáng ngày 30 tháng 11 năm quý mùi 1883 được quân thần đón về điện quan canh ở sở tịch điền thấy người đến đón hoàng tử sợ hãi quân lính phải ôm lên võng khanh đi đến nơi Tôn Thất Thuyết và Nguyễn Văn từng báo là xin lập lên làm vua. Hoàng tử trả lời, ta còn bé, sợ làm không nổi, hai phụ tránh nói. Tiên đế, tức tự đức, đã có ý ấy nhưng chưa kịp làm, nay là mệnh trời. Vậy xin nghĩ, đến tôn miếu xã tắc làm trọng, xong họ truyền lệnh họp triều thần lại tôn lập vua mới. Thế là ngày 1 tháng 12 năm Quý Mùi, 1883, dưỡng thiện, ưng đăng, lên nối ngôi, niên hiệu là kiến phúc. Từ ngày kiến phúc lên ngôi thế lực bà học phi ngày càng lớn, Nguyễn Văn Tường đã nhận ra điều này và hết sức tranh thủ cảm tình của bà. Dịp may đã đến với Nguyễn Văn Tường khi nhà vua bị bệnh đậu mùa, bà Học Phi ngày nào cũng ở cạnh vua còn bé bỏng của mình từ mờ sáng đến nửa đêm. Thế là phụ chính Nguyễn Văn Tường tối nào cũng vào chầu hoàng đế và hoàng mẫu, có khi đến nửa đêm mới về. Trước thái độ quá ân cần và có nhiều lả lời của Nguyễn Văn Tường với bà mẹ nuôi, Kiến Phúc đã tỏ thái độ hết sức khó chịu, có lần thiêu thiêu ngủ, nghe được câu chuyện giữa hai người, vua liền quát, khi nào lành bệnh rồi tao sẽ chặt đầu cả ba họ nhà mi từng nghe được bèn xuống thái y viện lấy thuốc pha chế đưa cho học phi theo lời khuyên của dưỡng mẫu kiến phúc đã uống thuốc đó tới sáng hôm sau thì qua đời ngay chiều hôm đó tại buổi thiết chiều bất thường nguyễn văn tường tuyên cáo kiến phúc đã băng hà vì bệnh tình biến chuyển đột ngột và đưa em ruột là ưng lịch lên nối ngôi kiến phúc làm vua được 8 tháng thì mất mới 15 tuổi 4. hàm nghi tháng 8 năm 1884 đến tháng 8 năm 1885 hàm nghi tên thật là ưng lịch em ruột kiến phúc sau khi kiến phúc bị giết ưng lịch mới 13 tuổi và được đưa lên ngôi ngày 1 tháng 8 năm Giáp Thìn, 1884. Lúc đó, hòa ước Giáp Thân, ngày 6 tháng 6 năm 1884, đã được ký kết. Lễ đăng quang của Hàm Nghi không được Nam Triều thông báo cho khâm sứ Pháp tại Trung Kỳ. Vì thế Zena không thừa nhận vua mới. Chúng yêu cầu mời các đại thần cơ mật sang tòa khâm sứ để bàn định nghi thức gặp gỡ giữa vua Hàm Nghi và đại diện tối cao của chính phủ Pháp song tôn thất thuyết từ chối. Tướng đời quốc si dọa sẽ đem quân sang bắt. Trước tình thế không thể trì hoãn, nửa đêm ngày 7 tháng 7 năm Ất Tỵ 1885, Tôn Thất Thuyết ra lệnh tấn công bất ngờ vào đồn mang cá và đồn pháp cạnh tòa khâm sứ. Quân Nam đánh rất hang hái, song vũ khí quá thô sơ và giao liên non kém nên chỉ mấy giờ sau bị thất bại. Kinh thành Huế thất thủ, Tôn Thất Thuyết hạ lệnh tập hợp tàn quân trực sẵn ở cửa Trương Đức vào cung vua và tam cung chạy khỏi hoàng thành xa giá ra Quảng Trị. Đạo ngự có hơn ngàn người, phần đông là các đại thần, ông hoàng và chúa, già có, trẻ có, đi kiệu, đi ngựa và đi bộ. Hoàng tử tránh mông cưỡi ngựa vì chạy nhanh, tiền vàng trong người dài khắp dọc đường, có bà chúa ôm con khóc sứt mứt trên kiệu, hàm nghi ngôi kiệu lâu, kêu mệt, phải chuyển sang nằm võng. Qua hai ngày đi đường, đoàn ngự ra đến Quảng Trị, tỉnh quan Quảng Trị ra ngoài thành rước nhà vua và tam cung vào ngự ở hành cung. Chiều ngày 8 tháng 7 năm 1885 theo lệnh của Từ dụ Hoàng Thái hậu, Tôn Thất Thuyết chia đạo ngự ra làm hai đoàn. Một đoàn theo Từ dụ trở lại Huế gồm các hoàng thân và quan lại già yếu hoặc nặng gánh gia đình cùng phụ nữ yếu đuối một đoàn theo vua gia tân sở xây dựng căn cứ chống pháp căn cứ tân sở nằm trên cao nguyên miền trung phía tây là lào đông là trảng cát khô cằn tỉnh quảng trị đây là vùng khí hậu khắc nghiệt cây cối thưa thất cằn cỗi mùa hè gió lào mù mịt nóng như thiêu đốt sau 3 ngày ở tân sở hàm nghi đòi tôn thất thuyết cho người đưa về huế song trước thái độ kiên quyết của tôn thất thuyết nhà vua dần dần hiểu ra và quyết tâm kháng chiến hàm nghi đã phê chuẩn chiếu cần vương với ý thức trách nhiệm rất rõ ràng của một ông vua khi có ngoại xâm hưởng ứng chiếu cần vương dân chúng và sĩ phu cả nước liên tiếp đứng dậy cầm vũ khí chống Pháp, thực dân Pháp vô cùng lúng túng trước phong trào Cần Vương, đã tìm cách bắt cho được Hàm Nghi để dẹp phong trào từ đầu não, dùng kế phản gián, thực dân đã lừa bắt được Hàm Nghi tại căn cứ ở Hà Tĩnh. Đưa xuống thuyền đưa về Huế ngày 14 tháng 11 năm Mậu Thân, 1888, bây giờ vua mới 17 tuổi, Pháp tìm mọi cách thuyết phục Hàm Nghi cộng tác, làm bù nhìn xong đều bị nhà vua thẳng thắn khước từ. Tôi, thân đã tù, nước đã mất, còn dám nghĩ chi đến cha mẹ, anh chị em nữa không bu chuộc nổi, thực dân Pháp đẩy nhà vua đi an trí tại Angers, thủ đô Algeri, thuộc địa của Pháp. Tại đây, Hàm Nghi được đến ở biệt thự thuộc làng Anbia, ngoại ô An, Zhe. Lúc đầu, nhà vua tẩy chay không chịu học tiếng Pháp, về sau nghĩ lại, nếu không học thì khó mà hiểu được văn hóa Pháp và thế giới. Nhà vua đã học và biết nhanh chóng làm chủ được ngôn ngữ Pháp, hiểu sâu sắc về văn chương, mỹ thuật Pháp, sau trở thành một họa sĩ có tài. Dù vậy, về nhà vua vẫn giữ nguyên tập tục dân tộc, đầu búi tóc, quần thè, áo dài Việt Nam. Hội họa, âm nhạc và một gia đình nhỏ gồm một vợ và một con gái đã giúp hàm nghi khuây khỏa phần nào nỗi đau của người dân mất nước, của một ông vua bị đi đày xa. Vua đã sống ở An Dê 47 năm, thọ 64 tuổi. Năm, Đông Khánh, tháng 10 năm 1885 đến tháng 12 năm 1888. Sau khi đẩy hàm nghi, thực dân pháp bản với đại thần cơ mật Nguyễn Hữu Độ và Phan Đình Bình lập kiến giang quận công làm vua mới. Kiến giang quận công tên thật là ưng đường. Sinh ngày 12 tháng 1 năm giáp tý, 1864, con trưởng của kiên quốc công Hồng Cai, mẹ là Bùi Thị, năm Ất Sửu, 1865, lên hai, được đưa vào cung làm con nuôi thứ hai của tự Đức, năm Quý Mùi, 1883, được sắc phong là Kiến Giang quận công. Ngày 19 tháng 9 năm Ất Tỵ, 1885, dưới quyền bảo trợ và quyết định của giám quốc người Pháp, ưng đường được lập lên làm vua lấy hiệu là, ngay từ đầu, vua đã trở thành công cụ trong tay người Pháp, lễ rước vua mới từ Phu Văn Lâu vào Điện Càn Thành do đời Quốc Si và Sampo dẫn đầu. Dọc đường rước vua đi qua có lính pháp bồng súng và lính nam vác gươm giáo đứng bảo vệ, lên ngồi. Đồng Khánh không quên ơn người đã tạo dựng cho mình nên ban liền ba đạo dụ phong đời Quốc Si tước bảo hộ quân vương, phong Sampo tước bảo hộ công và tướng Oa Zeno tước dực quốc công. Đồng Khánh còn nhờ đời Quốc Si chuyển tới Tổng thống Pháp bức điện thư cảm ơn nước Đại Pháp đã hết lòng vun trồng cho mình và cam đoan sẽ mãi mãi giữ chọn tình giao hảo giữa hai nước. Từ đó, ngày nào, vua cũng tiệc tùng với các quan chức cao cấp Pháp nhất là sau khi đã cưới con gái Nguyễn Hữu Độ. Đồng Khánh càng thân Pháp thì phong trào cần vương chống Pháp ngày càng lan rộng khắp nơi. Thực dân Pháp đã phải thừa nhận, chưa hề ở xứ nào, thời nào có một ông vua bị thần dân oán ghét như vua bù nhìn Đồng Khánh. Đồng Khánh cũng tự thú nhận, không đời nào tôi có thể tin rằng Hà Tĩnh, Quảng Bình trung thành với tôi, vì hai tỉnh ấy có nhiều sĩ phu quá. Xong đời làm vua của Đồng Khánh không được lâu, ngày 25 tháng 12 năm Quý Mùi, 1888, Đồng Khánh chết bệnh tại chính điện Càn Thành, Huế, 25 tuổi ở ngôi ba năm có 9 người con, 6 nam, 3 nữ. 6. Thành Thái, tháng 1 năm 1889 đến tháng 7 năm 1907. 6 người con trai của Đồng Khánh đều quá nhỏ, vâng ư chỉ của Lưỡng Tôn Cung, Nghi Thiên Trương Hoàng hậu vợ Thiệu Trị và Lê Thiên Anh Hoàng hậu vợ Tự Đức. Triều đình đón người con thứ 7 của Dục Đức đã bị phế chuất, là Hoàng tử Bửu Lân khi đó mới 8 tuổi lên làm vua. Chuyện kể rằng, khi triều quan đến nhà giúp hoàng tử và hoàng thành làm lễ đăng quang thiếu mẹ là từ minh đi vắng ông Hoàng bé nhỏ run sự, nói. Các ông đến làm chi bắt tôi à các ông muốn làm chi thì làm nhưng phải đợi à tôi, mẹ tôi, về đã. Khi từ minh về, biết chuyện con ngân hàng bị bắt đi làm vua, bà oà khóc, nghẹn ngào nói. Lại các quan xin các quan tha cho mẹ con tôi tôi không bảo giờ quên cái chết vô cùng thê thảm của chồng tôi, tức vua dục đức. Tôi cũng không quên rằng các vua hiệp hòa, kiến phúc đều đã bị giết và vua hàm nghi thì bị đi đẩy. Sau một hồi khuyên giải của hàng xóm có mặt lúc đó, từ minh mới để cho người ta bế con lên kiệu rước đi. Sau đó 3 giờ, chủ bè Bửu Lân trở thành hoàng đế Thành Thái. Thành Thái thông minh, lên 4, khi vua bị chuất đã phải sống ở ngoài thành với bà con lao động, chia sẻ gian khổ với những người nghèo khó trong cảnh nước mất nhà tan. Vì thế, làm vua, tuy mới 10 tuổi, Thành Thái đã sớm có ưu thức về quốc sự và rất ham. Hiểu biết, vua thích đọc các tân thư chữ Hán của Trung Quốc và Nhật Bản. Nhờ đó, Thành Thái có tinh thần tự cường dân tộc và đầu óc cải cách song mọi dự định cách tân đất nước của vua đều bị thực dân Pháp ngăn chặn. Khâm sứ Pháp lo ngại một điều là Thành Thái rất gần dân, thương dân và hay vi hành. Có lần Thành Thái đi chơi bộ trên cầu gia hội, sắp đặt một người vác tre, quân lính vội chạy lên trước, dẹp đường, vua bảo. Cứ để cho người ta đi mình dân không phải là dân, vua không phải là vua, tại sao dẹp người ta? Nhiều chuyến săn bắn ở Cổ Bi, cách Huế khoảng 30 km, vua thường ghé vào chơi các làng dọc sông Bồ. Vào làng, vua cho trải chiếu ngồi giữa đất, dân làng bù lại xem. Nếu lính đuổi, vua không cho và hỏi dân muốn gì dân bảo muốn xem bắn, vua liền dương súng bắn cho họ xem. Khâm sứ Pháp và quân thần Nam Triều Xu Mịnh rất muốn chuất ngôi của thành thái để thay thế bằng một ông vua bù nhìn khác. Họ phao tin, nhà vua bị điên để hạ uy thế. Khâm sứ Lê Vecker rất tức tối sau nhiều lần nhà vua không làm theo ưu hắn. Ngày 29 tháng 7 năm 1907, bắt đầu từ đây không dùng ngày âm lịch vì sang thế kỷ 20, Lê Vecker nói thẳng với vua nhà vua không thành thật cộng tác với chính phủ bảo hộ thì nay mọi việc đều do hội đồng thượng thư tự quyết đoán. Nhà vua đã hết quyền hành và không được ra khỏi nơi đại nội dành riêng cho vua. Ngày 3 tháng 9 năm 1907, triều thần được lệnh của Pháp vào điện càn thành dân vua dự thảo chiếu thoái vị với lý do sức khỏe không đảm bảo, xin tự nguyện rút lui. Xem xong bản dự thảo, thành thái nhếch mép cười, ghi ngay hai chữ phê chuẩn. Quay lưng đi vào. Ngày 12 tháng 9 năm 1907 thực dân Pháp cho áp giải vào Sài Gòn rồi đưa đi quản thúc tại Cáp Xanh Giác Cơ công an phường xanh rắc đến năm 1916 thì đây ra đảo Reunion, Reunion cùng với con là Duy Tân. Như vậy thành thái làm vua được 18 năm, phế chuất năm 28 tuổi. Sau 31 năm bị đày, năm 1947, ông được phép trở về tổ quốc nhưng buộc phải ở Sài Gòn để Pháp dễ bề kiểm soát. Mãi đến tháng 3 năm 1953, thực dân Pháp mới cho ổn về thăm lăng tẩm cha mẹ, ông bà ở Huế sau lại phải trở vào Sài Gòn. Thành thái mất tại Sài Gòn, ngày 24 tháng 3 năm 1954 con cháu đưa ông về chôn ở Huế, thọ 74 tuổi. 7. Duy Tân, 1907 đến 1916, gạt xong thành thái thực dân Pháp định dùng con của thành thái là hoàng tử Vĩnh San mới 8 tuổi lên làm vua để dễ bề thao túng. Chúng không ngờ được rằng vị vua trẻ này còn có thái độ chống lại kiên quyết và tích cực hơn vua cha. Từ khi còn họ, vua đã có những việc làm và lời nói cương nghị, chống Pháp rất quyết liệt. Có lần, ngồi câu trước bến Phu Văn Lâu cùng với thầy học là Nguyễn Hữu Bài, vua ra về đối, ngồi trên nước không ngăn được nước, chót buồn câu nên lỡ phải lần. Nguyễn Hữu bài đối lại, nghĩ việc đời mà ngán cho đời, đành nhắm mắt đến đâu hay đó. Mặt được buồn, vua nói, hóa ra thầy là người cam chịu bó tay trước số mạng, theo ý chẫm, sống như thế thì buồn lắm. Phải có ý chí vượt qua gian khổ, khó khăn để tiến lên thì mới sống có ý nghĩa. Cuối năm 1916, được một tổ chức cứu nước giúp đỡ, đã bí mật gặp hai nhà trí sĩ của Việt Nam Quang Phục Hội, Phan Bội Châu Chủ Sướng, là Trần Cao Vân và Thái phiên bản mưu khởi nghĩa đánh Pháp, vua đã chủ động tham gia và quyết định đẩy ngày khởi nghĩa lên sớm hơn để khỏi lỡ thời cơ. Không may, bị lộ, nhà vua bị giặc Pháp bắt tại một ngôi chùa Quảng Ngãi. Ngày 6 tháng 5 năm 1916 cùng nhiều chiến sĩ cứu nước khác, giặc dụ dỗ, Duy Tân khẳng khái trả lời. Nếu các người dùng bạo lực bắt ta thì cứ bắt, còn ta, nhất định không về. Toàn quyền Pháp ở Hà Nội đích thân ra gặp và dụ dỗ vua trở lại ngai vàng, nhà vua bình thản trả lời. Các ngài muốn buộc tôi phải làm vua nước Nam thì hãy coi tôi là một ông vua đã trưởng thành và có quyền tự do hành động, nhất là quyền tự do trao đổi thư tín và chính kiến với chính phủ Pháp. Không chấp nhận được. Toàn quyền pháp lệnh cho khâm sứ đưa Duy Tân vào tạm giữ ở đồn mang cá và giao cho Nam triều trong một tuần phải thuyết phục được nhà vua thay đổi chính kiến. Cuối cùng, không chịu khuất phục thực dân Pháp và tay sai, Duy Tân đã bị lưu đày sang đảo Jersey ống. Trần Cao Vân, Thái Phiên, tôn thất đề và Nguyễn Quang siêu đều bị chém đầu. Theo vua đi đày có hoàng mẫu Nguyễn Thị Định. Hoàng Quế Phi Mai Thị Vàng và em ruột là mẹ cưới mới 12 tuổi. Lúc theo chồng lên đường bà Mai Thị Vàng đã có mang 3 tháng và bị sảy thai, sau 2 năm ở đảo Dây Uy Niống, vì không hợp thủy thổ. Khí hậu, bị đau ốm luôn, mẹ, vợ và em vua cùng nhau trở về tổ quốc. Năm 1925, Duy Tân đã gửi thư về cho hội đồng tộc kèm giấy ly hôn bà Mai Thị Vàng, xin hội đồng chứng nhận để bà đi lấy chồng khác. Lúc đó, bà mới 27 tuổi nhưng cương quyết thủ tiết với chồng. Sau khi đã ly dị bà Vàng, Duy Tân đã lấy một người phụ nữ địa phương từ 1929 đến 1939, sinh được bốn con, ba trai một gái. Rồi không rõ bà vợ này đã chết hay bỏ nhau, cựu hoàng lại lấy một người ở thủ đô xanh bơ noa và sinh được một gái. Trong chiến tranh chống phát xít 1939 đến 1945, Duy Tân tình nguyện gia nhập quân đội của nước Pháp tự do và khi đồng minh chiến thắng, ông được giải ngũ với hàm thiếu tá không quân. Việc làm này của ông bị vua cha là thành thái phản đối kịch liệt tháng 10 năm 1945. Duy Tân chấp thuận lời đề nghị của Tổng thống Pháp Đời Gôn trở về Việt Nam nhưng bị tai nạn máy bay và mất trên đường đi thăm vợ con ở đảo Reunion, thọ 46 tuổi. 8. Khải Định, 1916-1925 Tên thật là biểu đảo còn gọi là Hoàng Thân Phụng Hóa, con Đồng Khánh, sinh năm 1884. Từ 1907, sau khi phế chuất thành Thái, thực dân Pháp Định đưa biểu đảo lên ngôi vua để nối tiếp dòng vua bù nhìn Đồng Khánh. Khi giải quyết vấn đề này... Nhiều đình thần tỏ ý không muốn đặt lên ngao vàng một người vô hậu, tuyệt tự, Pháp đành phải chấp nhận Duy Tân. Duy Tân bị đi đẩy, Pháp đưa biểu đảo lên ngôi, lấy niên hiệu là Khải Định, 32 tuổi. Đây là một ông vua bù nhìn mặt hạng. Nhân dân Huế đã truyền miệng câu ca phổ biến về Khải Định. Tiếng đồn Khải Định nịnh Tây, nghề này thì lấy ông này tiên sư. Tháng 4 năm 1922, trước ngày sang Pháp dự hội trợ Mắc Xây, Khải Định cho làm lễ sắc, lập Nguyễn Vĩnh Thụy làm Đông Cung Hoàng Thái Tử. Ngay sau khi trở thành người kế vị, Vĩnh Thụy, 10 tuổi, được trao cho khâm sứ Sắc Lơ mang về Pháp đào tạo. Ngày 20 tháng 5 năm 1922, Khải Định sang Pháp dự hội trợ thuộc địa Marseille. Đây là lần đầu tiên một ông vua triều Nguyễn sang nước ngoài. Sự kiện này giúp thực dân Pháp tô vẽ cho công cuộc chinh phục và khai hóa của họ ở thuộc địa. Chuyến đi của Khải Định đã làm dấy lên nhiều hoạt động của người Việt Nam yêu nước nhằm lật đổ bộ mặt phản dân hại nước của hắn trước công luận Pháp. Đáng chú ý hơn cả là những bài báo đanh thép của Nguyễn Ái Quốc cùng vở kịch Con rồng Che được công bố biểu diễn tại Pháp và bản thất điều trần của Phan Chu Trinh. Tháng 9 năm 1924, Khải Định tổ chức lễ tứ tuần đại kháng, mừng thọ 40 tuổi, rất lớn và tốn kém. Hầu hết các tỉnh Bắc Kỳ, Trung Kỳ phải gửi tặng phẩm về mừng vua. Sau lễ mừng thọ này, ngân sách Nam Triều kiệt quệ, Khải Định chỉ lệnh tăng thêm 30% thuế. Tứ tuần đại kháng được một năm thì Khải Định qua đời ngày 6 tháng 11 năm 1925. Lễ tang kéo dài đến 31 tháng 1 năm 1926. Khải Định có 12 vợ nhưng vô sinh. Đông Cung Thái tử Vĩnh Thụy là con của người khác, được vua nhận là con mình. Vì thế, lúc Vĩnh Thụy còn nhỏ và đang tu nghiệp tại Pháp, người ta đã thay bằng một hội đồng phụ chính có sự can thiệp của toàn quyền Đông Dương. 9. Vị hoàng đế cuối cùng Bảo Đại, 1926 đến 1945, Khải Định qua đời, toàn quyền Đông Dương và hội đồng phụ chính đã ký một bản quy ước ghi rõ, trong khi vua còn ở nước ngoài, hội đồng phụ chính được quyền thay mặt điều hành mọi việc triều đình. Đồng thời từ nay chỉ những lệ định có liên quan đến điển lệ, ân thích, ân xá, tặng phong các hàm tước, chức sắc thì do hoàng đế ban dụ. Mọi việc khác đều thuộc quyền nhà nước bảo hộ. Văn bản này còn sáp nhập ngân sách Nam Triều vào ngân sách Trung Kỳ và mọi cuộc họp bàn của hội đồng thượng thư phải do khâm sứ Trung Kỳ chủ tọa. Như vậy là bằng văn bản trên, thực dân Pháp đã hoàn toàn thâu tóm mọi quyền lực của Nam Triều ngay cả trên địa bàn Trung Kỳ. Triều đình Huế chỉ còn là bộ máy tay sai do thực dân trả lương mà thôi. Sau 10 năm đào tạo ở Mẫu Quốc, ngày 16 tháng 8 năm 1932, cùng triều quan, xuống tàu Đắc Ta Nhăng, Đa Ta Nạn, về nước, ngày 10 tháng 9 năm 1932, Bảo Đại ra đạo dụ số một tuyên cáo chấp chính và khẳng định chế độ quân chủ Nam triều. Văn bản này hủy bỏ quy ước ngày 6 tháng 11 năm 1925 lập ra sau khi khải định mất. Năm sau, 1933, Bảo Đại cho ban hành hàng loạt chính sách cải cách, thực chất chỉ là hình thức mỹ dân thôi. Bảo Đại có một thú vui duy nhất là đi săn ở vùng cao nguyên Miền Trung, nghỉ ngơi với mỹ nữ tại Đà Lạt cùng nhiều danh lam thắng cảnh khác do xếp đặt của thực dân Pháp. Ngày 20 tháng 3 năm 1934, Bảo Đại cưới con gái một điền chủ Nam Kỳ, mang quốc tịch Pháp, theo đạo Thiên Chúa, tên là Marie Jean Nguyễn Thị Hảo, tức Nguyễn Hữu Thị Lan. Cuộc hôn nhân này càng khép chặt Bảo Đại hơn nữa vào vòng tay khống chế của Pháp. Đây là trường hợp duy nhất một ông vua nhà Nguyễn Lập Hoàng hậu khi đưa ngôi Nam Phương Hoàng hậu. Ngày 30 tháng 8 năm 1945, sau 80 năm nô lệ, quần chúng cách mạng cả nước dưới sự lãnh đạo của Việt Minh và Hồ Chủ tịch dấy lên như vũ bão. Trước hơn 5 vạn nhân dân thành phố Huế tập trung, Bảo Đại tuyên bố thoái vị trao ấn kiếm cho đại diện chính quyền cách mạng và tuyên bố làm công dân một nước tự do còn hơn làm vua một nước nô lệ. Sau đó, công dân Vĩnh Thụy được Chủ tịch Hồ Chí Minh mời làm cố vấn cho chính phủ lâm thời mới thành lập năm 1946 trong chuyến đi cùng Phái đoàn Chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa sang Trung Quốc. Bảo Đại đã ở lại nước ngoài. Tháng 4 năm 1949 lại được đưa về nước tham chính nhưng Bảo Đại lại bị lật đổ. Tháng 10 năm 1956, Bảo Đại sang Pháp sống lưu vong. Để quên đi quãng đời hoạt động chính trị cay đắng, Bảo Đại đã tự ra mình 10 năm dòng, 1956 đến 1966, trong một ngôi nhà vùng Ansas, miền đông nước Pháp, giữa những cánh rừng châu Âu, lấy săn bắn và suy ngẫm làm thú vui và giết thời gian. Về sau ông lấy vợ nữa, bà Monique, Monique bầu ruột, bà là người phụ nữ Pháp rất hâm mộ và am hiểu văn hóa Việt Nam. Năm 1972 họ sang sống ở Hồng Kông, sau lại trở về sống tại quận 16, thành phố Paris, cuộc sống của họ thanh bạch, không kẻ hầu người hạ và rất bình yên. Cuối đời ông bà Vĩnh Thụy đã lập ra hội cứu trợ các thuyền nhân và đấu tranh chống bọn buôn lậu đồ cổ của cố đô Huế. Đây là cuộc tình cuối cùng của Bảo Đại. Như vậy từ thời các vua hùng dựng nước đến vị hoàng đế cuối cùng Bảo Đại trị vì, nước ta trải hơn 4.000 năm lịch sử với những thăng trầm của hơn 20 triều đại, các ông hoàng, ba chúa. Năm 1945 cách mạng tháng 8 thành công, vị hoàng đế cuối cùng thoái vị, chấm dứt thời kỳ phong kiến tập quyền lâu dài, lịch sử Việt Nam lập sang trang mới, hình thành một nhà nước Việt Nam độc lập dân chủ. Và sau đây là sơ lược các triều đại Việt Nam. Nội dung các triều đại Việt Nam là bài viết tóm tắt các triều đại, vua, chúa, các thủ lãnh, các thế lực bảo hộ ngoại bang có ảnh hưởng lớn trong một giai đoạn lịch sử trị vì nước Việt Nam từ thời Kinh Dương Vương và các vua hùng cho đến hết triều đại nhà Nguyễn và tiếp nối các chế độ chính trị sau thời kỳ phong kiến cho tới nay. Có rất nhiều triều đại được cho là không đúng bản chất vì nhiều lý do. Chúng tôi hy vọng với sự khái quát theo diễn tiến thời gian của các triều đại, các thế hệ tầng lớp cai trị để mọi người có thể tham khảo và bàn luận thêm. Hồng Bàng và Văn Lang khoảng thế kỷ 7 đến thế kỷ 3 trước chi nhánh, Kinh Dương Vương, Lạc Long Quân, Hùng Vương, 18 đời, Âu Lạc và Nam Việt, thế kỷ 3 trước công nguyên, An Dương Vương, khoảng 257, 207 trước công nguyên, thuộc Tây Hán, thế kỷ 2 trước công nguyên đến năm 25. Triệu Vũ Vương Triệu Đà 207, 137 trước công nguyên, Triệu Văn Vương Triệu Hồ 137, 125 trước công nguyên, Triệu Minh Vương, Triệu Anh Tể 125, 113 trước công nguyên. Triệu Ai Vương Triệu Hưng 113, 112 chức công nguyên. Triệu Thuật Dương Vương Triệu Kiến Đức 112, 111 chức công nguyên. Các vua nhà Triệu là người Hán, không phải người Việt. Thuộc Đông Hán, 25 đến 226. Hai bà Trưng, Trưng Chắc, Trưng Nhị, 40 đến 43, thuộc Đông Ngô, 220, 265. Ba Triệu, Triệu Thị Trinh, 246 đến 248, thuộc Lưỡng Tấn, 265 đến 420

Dương Bình Vương Dương Tam Kha 944, 950, Hậu Ngô Vương Ngô Sương Ngập 950, 965, Hậu Ngô Vương Ngô Sương Văn 950 đến 965. Dương Tam Kha cướp ngôi của nhà Ngô và làm vua trong 6 năm. Thời hậu Ngô Vương gồm hai vị vua Nam Tấn Vương Ngô Sương Văn và Thiên Sách Vương Ngô Sương Ngập cùng trị vì. Loạn 12 sứ quân nhà Đinh, 968, 980. Đinh Tiên Hoàng Đinh Bộ Lĩnh 968 đến 979. Đinh Phế Đế đinh toàn 979 đến 980, nhà Tiền Lê 980 đến 1010, Lê Đại Hành Lê Hoàn 980 đến 1005, Lê Trung Tông Lê Long Việt 1005, 3 ngày, Lê Ngọa Triều Lê Long Đĩnh 1005 đến 1009, nhà Lý 1010, 1225, Lý Thái Tổ Lý Công Uẩn 1010 đến 1028, Lý Thái Tông Lý Phật Mã 1028 1054. Lý Thánh Tông Lý Nhật Tôn 1054-1072, Lý Nhân Tông Lý Cả Đức 1072-1127, Lý Thần Tông Lý Dương Hoạt 1128-1138, Lý Anh Tông Lý Thiên Tộ 1138-1175, Lý Cao Tông Lý Long Chát 1176-1210, Lý Huệ Tông Lý Xả 1211-1224, Lý Triệu Hoàng Lý Phật Kim 1224-1225. Lý Chiêu Hoàng là nữ vương duy nhất trong lịch sử phong kiến Việt Nam. Nhà Trần, 1225-1400. Trần Thái Tông Trần Cảnh 1225 đến 1258, Trần Thánh Tông Trần Hoàng 1258 đến 1278, Trần Nhân Tông Trần Khâm 1279 đến 1293, Trần Anh Tông Trần Thuyên 1293 đến 1314, Trần Minh Tông Trần Mạnh 1314 đến 1329.

1527 đến 1593. Mạc Thái Tổ Mạc Đăng Dung 1527 đến 1529. Mạc Thái Tông Mạc Đăng Dung 1530 đến 1540. Mạc Hiến Tông Mạc Phúc Hải 1541 đến 1546. Mạc Tuyên Tông Mạc Phúc Nguyên 1546 đến 1561. Mạc Mậu Hợp 1562 đến 1592. Mạc Toàn 1592. Mạc Kính Chỉ 1592 đến 1593. Mạc Kính Cung 1593 đến 1625. Mạc Kính Khoan, 1623 đến 1638. Mạc Kính Vũ, Mạc Kính Hoàn, 1638 đến 1677. Từ đời Mạc Kính Chỉ, con cháu nhà Mạc rút lên cao bằng, tồn tại cho đến năm 1677 mới bị diệt hẳn. Nam Triều Lê Trung Hưng, 1533, 1788. Lê Trang Tông Lê Duy Ninh 1533 đến 1548. Lê Trung Tông Lê Huyên 1548 đến 1556, Lê Anh Tông Lê Duy Bang 1556 đến 1573, Lê Thế Tông Lê Duy Đà 1573 đến 1599, Trịnh Nguyễn Phân Trành, Lê Trung Hưng trên danh nghĩa

Lê Hy Tông Lê Duy Hập 1676 đến 1704 Lê Dụ Tông Lê Duy được 1705 đến 1728. Hôn Đức Công Lê Duy Phường 1729 đến 1732 Lê Thuần Tông Lê Duy Tường 1732 đến 1735 Lê Ý Tông Lê Duy Thận 1735 đến 1740. Lê Hiển Tông Lê Duy Diệu 1740 đến 1786. Lê Mất Đế Lê Duy Khiêm, Lê Duy Kỳ 1787 đến 1789. Chúa Trịnh

Hiền Vương Nguyễn Phúc Tần 1648 đến 1687, Nghĩa Vương Nguyễn Phúc Chân 1687 đến 1691, Minh Vương Nguyễn Phúc Chu 1691 đến 1725, Ninh Vương Nguyễn Phúc Chú 1725 đến 1738, Vũ Vương Nguyễn Phúc Khoát 1738 đến 1765, Định Vương Nguyễn Phúc Thuần 1765 đến 1777, Nguyễn Ánh Nguyễn Phúc Ánh 1781 đến 1802, Nhà Tây Sơn 1788 đến 1802. Thái Đức Hoàng đế Nguyễn Nhạc 1778 đến 1793, Thái Tổ Vũ Hoàng đế Nguyễn Huệ 1788 đến 1792. Cảnh Thịnh Hoàng đế Nguyễn Quang Toản 1792 đến 1802 nhà Nguyễn 1802 đến 1945. Gia Long Nguyễn Thế Tổ. Nguyễn Phúc Ánh 1802 đến 1819 Minh Mạng, Nguyễn Thánh Tổ, Nguyễn Phúc Đảm 1820 đến 1840.

Đến đây hành trình sẻ chia xin chân thành cảm ơn quý vị và quý khán thính giả đã chú ý theo dõi và lắng. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.